Chào các bạn. Hôm nay chúng ta bắt đầu vào chiến lược làm bài, bài HIKAKU, bài so sánh. Mình giới thiệu qua một chút nhé. Vẫn là cái lớp VIP 15 này. Chương trình học 55 buổi trực tiếp qua Zoom, cấp độ từ N5 đến N1. Hàng tuần đều có lớp khai giảng các bạn. Từ 7 giờ đến 9 giờ Việt Nam hoặc 9 giờ đến 11 giờ Nhật. Lớp này quà tặng của chúng ta sẽ có các buổi những khóa học qua Zoom, hoặc qua có web trị giá 2.400.000 hoặc các đề thi JLPT qua các năm được biên soạn lại bởi Dũng Mori. Không đỗ được học lại miễn phí. Ngoài ra thì còn có lớp VIP 500 trình độ N1 nếu các bạn đã đỗ N2 do cô Thanh và cô Hiền phụ trách. Rồi, và hôm nay chúng ta có phần nội dung chính đó là gì ạ? Chiến lược làm bài HIKAKU, bài so sánh các bạn nhé. Hôm nay chúng ta làm bài so sánh. Nào, bài so sánh thì khó cái gì, cần chú ý cái gì, thứ tự làm bài ra sao là những cái chúng ta hôm nay sẽ nói chuyện với nhau. HIKAKU là một bài gần như là một bài phải lấy điểm trong trình độ N2, N1 vì nó không khó, vì nó rất dễ, không tốn nhiều thời gian đọc, không có sự trừu tượng, hầu như là không trừu tượng. Thế nào là trừu tượng? Các bạn thi N1, N2 sẽ biết. Thế nào là trừu tượng? Các bạn thử đọc những bài tan bưng, đã văn ngắn mà xem, sẽ có những bài rất khó hiểu, đọc xong không hiểu gì. Những bài chiêu bưng, những bài trô bưng sẽ có những phần trừu tượng, từ khó. Nhưng HIKAKU gần như là không có. Tại sao lại thế nhỉ? Tại sao trong những bài HIKAKU người ta lại không cho những câu khó hiểu trừu tượng như thế nhỉ? Các bạn biết tại sao? Có bạn nào biết comment cho mình không? Bởi vì mục đích người ta làm ra bài HIKAKU là để thử cái khả năng so sánh đọc các đoạn khác nhau của bạn, chứ không thử cái năng lực dịch, tức là không thử cái năng lực đọc một bài dài của bạn. Đó, tức là cái mục tiêu người ta ra cái đề này, mục tiêu người ta ra cái bài này nó đã khác rồi, đúng không ạ? Và đương nhiên cái năng lực đọc các đoạn khác nhau thì nó là cái năng lực rất là dễ, đúng không ạ? Rồi, chúng ta đi vào nhá. Cách làm bài hay thứ tự làm bài của chúng ta ấy, thứ nhất này, nó sẽ có hai đoạn, thỉnh thoảng sẽ có ba đoạn, nhưng mà 95-99% nó sẽ có hai đoạn. Đó, chúng ta sẽ lấy keyword từ cái câu hỏi và đáp án, nhưng thường sẽ lấy keyword từ câu hỏi chính. Đối với bài này cái câu hỏi nó rất ngắn thôi, không bao giờ dài. Riêng cái bài này câu hỏi rất ngắn, nhưng trong đấy nó sẽ chứa những keyword quan trọng nhất. Chỉ cần tìm trong đấy thôi cũng đủ rồi. Và chúng ta để ý kỹ từng bài xem nó đồng ý hay nó phản đối. Hay nói cái khác là gì ạ? Nó hỏi là cái phần này A và B đều nói như thế nào. Hay nó nói là gì ạ? Tức là hãy tìm điểm chung trong đoạn A và đoạn B. Hay bảo là tìm điểm khác nhau trong đoạn A và đoạn B. Đúng không ạ? Hay người ta hỏi là A và B đồng ý hay A và B phản đối. Đó là những cái câu hỏi dễ gặp nhất, hay gặp nhất đối với những bài HIKAKU này. Đồng ý hay phản đối, điểm chung hay điểm khác. Tiếp theo, với bài này chúng ta phải tích cực gạch chân và khoanh những ý quan trọng trong hai bài. Bạn nào mà giỏi thậm chí là memo lại, nhưng thực ra thì mình thấy memo nó cũng không quan trọng lắm, tại nhiều bạn chúng ta cũng không giỏi memo, thế thôi không cần memo, nhưng phải gạch chân và khoanh những ý quan trọng. Tại sao? Muốn biết nó đồng ý hay nó phản đối, A phản đối, B đồng ý, hay là cả hai đều đồng ý hay cả hai đều phản đối, hay A khác B như thế nào, giống nhau như thế nào, thì chúng ta phải khoanh vào. Vì mắt chúng ta phải đảo liên tục ba cái. Thứ nhất là đảo đoạn 1, thứ hai là đảo đoạn 2, và thứ ba là đảo đến cái phần câu hỏi. Đó. Rồi, tiếp theo chiến lược làm bài. Những bài này chúng ta phải có những cái lưu ý như thế nào? Thứ nhất là rất cẩn thận với những đáp án đúng một nửa nhưng lừa với còn lại, tức là sai với còn lại. Những cái đáp án mà các bạn hay sai là gì ạ? Một nửa đúng. Đấy, những nửa còn lại nó sai. Là cái mà hay lừa nhất đối với những bài này. Thứ hai là gì ạ? Riêng phần này cái câu hỏi nó là phần ngắn thôi, nhưng là phần phải đọc cực kỳ kỹ, xem nó hỏi cái gì. Và memo, và gạch chân, cẩn thận. Và đương nhiên vẫn là câu chuyện đấy, đúng không ạ? Vận dụng tổng hợp tất cả lý thuyết trong 4 buổi đọc hiểu vừa rồi để làm. Ok, và chúng ta bắt đầu nhé. Với đặc điểm của bài này thì nó rất là dài. Đầu tiên là chúng ta đi ví dụ về một bài N2 tháng 7 năm 2023 mới đây thôi. Đấy, nó sẽ có hai đoạn như thế này. Nhưng nếu bây giờ mình show ra đây ấy, các bạn sẽ nhìn chữ nó rất là nhỏ. Cho nên ấy, mình sẽ gửi cái ảnh, đúng không ạ? Mình sẽ gửi một cái ảnh có chứa hai đoạn này vào phần bình luận, và các bạn sẽ trả lời từng câu hỏi một nhé. Ok chưa? Đầu tiên chúng ta sẽ làm câu hỏi mục này. Còn câu chuyện là gì ạ? Còn câu chuyện nó dài quá, chữ nó nhỏ quá, khó nhìn quá, chúng ta phải chấp nhận thôi. Bởi vì thực ra từ trước đến nay, và kể cả mình nghĩ là không có bên nào đi dạy được cả những phần này ở trên một cái bảng to như này, đúng không ạ? Và cho các bạn làm bài trực tiếp ở đây luôn, kể cả làm bài và kể cả chữa ở đây là cũng là một cái mà mình nói riêng và Dũng Mori muốn thử dạy các bạn, dạy tất cả các dạng bài đọc hiểu ở trên livestream mà cho các bạn làm xong thì mới giảng xem có được không. Đó, cho nên đương nhiên vì nó dài cho nên chúng ta phải chấp nhận là nhìn nó sẽ hơi nhỏ, đúng không? Rồi, đây, nhiều bạn đã comment đáp án. Thế cùng nhau xem câu hỏi đầu tiên người ta hỏi cái gì? Người ta hỏi là gì ạ? A và B thì sorezore shigoto o dono you ni oshieteru to nobeteru desu ka? A và B thì sorezore ở đây các bạn hiểu là gì không? Từng bài một, từng tác giả một, đúng không? Thì đang dạy công việc như thế nào? Nó dạy bảo cách công việc nó như thế nào? Đấy, cái mình nói là câu hỏi là cái quan trọng nhất đây, tức là cái này luôn luôn là cái quan trọng nhất này. Đáp án cũng quan trọng nhưng không quan trọng bằng việc đọc trước. Đọc trước câu hỏi là cái cực kỳ quan trọng. Đó. Thì chúng ta xem đoạn nào nói về dạy công việc như thế nào. Tức là shigoto no shikata wa dou sureba ii no ka toka ne. Thậm chí nó nhìn thấy cái gì? Oshiekata. Đây này, cách dạy được gì nữa? Đó. Rồi sẽ bút vàng nữa. Và kể cả không nhìn ra cái từ này, không sao. Đó, đọc qua đoạn 1 xem nói cái gì. Nhìn được đây thì sẽ biết là ở đây là cái phần nó chứa đoạn quan trọng luôn này. Không nhìn được không sao. Nó xem là gì ạ? Đâu là cái người ta nói là cách dạy như thế nào. Thì để ý ở trên này, người ta nói là gì ạ? Thứ nhất, có đoạn này. Đó. Watashi wa dekiru dake shanai yougo ya seimon yougo wo tsukawazu ni dare ga kiite mo wakaru kotoba de setsumei suru you ni shite iru. Tôi thì sao ạ? Tôi thì sẽ cố gắng không dùng, cố gắng nhất có thể để không dùng những từ ngữ chuyên môn hoặc những từ ngữ trong công ty, tức là những từ ngữ chuyên ngành của riêng công ty đó, tức là những từ ngữ khó, đúng không ạ? Và cố gắng giải thích cho ai? Giải thích khi mà dạy công việc cho cấp dưới, đúng không? Giải thích cho cấp dưới bằng những từ ngữ mà ai nghe cũng hiểu. Đấy, tức là những từ ngữ đơn giản, những từ ngữ ai nghe cũng hiểu, chứ không dùng những từ khó, từ chuyên môn. Đó. Và đây người ta giải thích thêm, cái này không quan trọng, người ta giải thích thêm là gì ạ? Đó là bởi vì phía người dạy và phía người được dạy sẽ có cái khoảng cách về tri thức, kinh nghiệm lớn. Ông dạy thì ông giỏi rồi, ông biết nhiều thứ, ông có kinh nghiệm rồi, nhưng mà tôi mới vào tôi không biết. Ông cứ nói những từ khó, tôi rất là thế nào đây người ta nói này. Nếu chúng ta giải thích bằng cách sử dụng những từ ngữ khó ngay từ đầu, do nghĩ rằng Israel là ít cả, đằng nào cũng thế, hoặc là một lúc nào đó, đúng không ạ? Kiểu gì thì kiểu, đấy là những cái từ mà kiểu gì ông chả phải nhớ, thì thôi cứ dạy đi. Kiểu gì ông chả phải nhớ những từ khó này, thôi cứ dạy luôn từ đầu đi. Nhưng mà như thế thì sao ạ? Như thế thì sao? Như thế thì sẽ gây cái ấn tượng rằng là gì ạ? Chính cái công việc này nó rất là khó. Nghe nó không hiểu rồi thì cảm giác là cái công việc mình đã học nó rất khó. Và sẽ khiến cấp dưới họ mất đi cái động lực. Đó, động lực để hiểu công việc. Vì cảm thấy công việc khó quá, mất đi động lực để hiểu công việc. Và đây này, người ta nói thêm. Cái việc quan trọng là gì ạ? Đế và nai đà đồ cả chẳng phải là, đây là ý kiến tác giả này. Chẳng phải điều quan trọng, đó là hãy có một cách dạy ứng với nhiều di lượng, ứng với năng lực của cấp dưới hay sao? Chẳng phải đấy là điều quan trọng hay sao? Đó. Và vai trò quan trọng của người sếp là gì? Là làm cho cấp dưới hiểu một cách cẩn thận công việc bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ hiểu và đẩy, tức là lấy được. Hikirasu tức là cái ngăn kéo, kéo ra được, lấy được cái động lực làm việc của nhân viên, làm cho nhân viên có thêm động lực học, động lực làm việc, đúng không? Ok, hiểu rồi. Cái cách làm ở đây là gì ạ? Cái cách dạy phải ứng với năng lực là một. Thứ hai là gì ạ? Dùng những từ ngữ dễ thôi, ai nghe cũng hiểu, chứ đừng dùng những từ ngữ chuyên môn. Đó. Thế còn B, họ bảo sao về gì ạ? về cách dạy. Đó. Thực ra ấy, với những bài này hoàn toàn chúng ta cũng có thể đọc qua 4 đáp án cũng được. Nhưng mình thấy là đọc qua 4 đáp án thì đương nhiên cái thời gian tiết kiệm ở đây chúng ta sẽ tiết kiệm được hơn, nhưng chúng ta sẽ lại mất thêm thời gian đọc 2 lần 4 đáp án. Thì mình thấy cũng thế, tức là cái cách nào cũng được các bạn nhé. B nó bảo là gì? Đây này. Cái mà tôi đang thực hiện, tức là từ đây trở xuống mới là cái cách mà ông ấy dạy cấp dưới công việc. Là ông ấy sao? Không cố gắng dạy công việc trong một lần. Mà là gì ạ? Ở đây chúng ta có từ shiboru. Shiboru là bóp, là vắt, tức là gì ạ? Co gọn nó vào, giới hạn nó vào, chọn lọc nó vào, đúng không ạ? Chỉ chọn lọc dạy những công việc mà ngay lập tức cấp dưới sẽ phụ trách, không dạy hết. Tuần sau, tháng sau ông nhận việc này đúng không? Thế tôi chỉ tập trung tôi dạy cái việc này trước. Đó. Nếu chúng ta giới hạn cái phạm vi nội dung dạy thì sao? 部下が難しいと感じることは時間をかけて説明したり、部下が得意なことは一人でやらせてみたりして、部下のレベルに合わせた内容やスピードが教えることができる。rất là dài, tức ý là sao? Nếu chúng ta giới hạn nội dung dạy, dạy ít thôi, thì lúc này chúng ta có thêm cái dư địa để làm sao? Để giải thích một cách cặn kẽ, tức là giải thích một cách từ từ này, tốn thời gian, tức là giải thích một cách cặn kẽ những thứ mà cấp dưới cảm thấy khó. Rồi là những việc mà cấp dưới cảm thấy dễ, cấp dưới làm rất là tốt thì hãy để cho bạn ấy làm một mình, tự làm thử xem. Đó, và hoàn toàn có thể dạy cái nội dung và dạy với một tốc độ phù hợp với level, với năng lực hiện tại của ông cấp dưới. Ý đấy, hiểu chưa? À, thì người ta bảo là gì ạ? Dạy giới hạn nội dung thôi và dạy cho phù hợp năng lực. Ok, nào. Thế đâu, các bạn chọn mấy? Thứ nhất, người ta bảo là gì ạ? Cả A lẫn B đều nói rằng dạy với những từ ngữ đơn giản và không sử dụng từ ngữ phức tạp. Nghe qua có vẻ đúng, nhưng thực ra chỉ một A nói thôi. B, các bạn có thể xem lại, nó không hề nói là gì ạ? Dùng từ ngữ dễ. Đó, có nói là dùng từ ngữ dễ không? Không. Trên này có nói không? Check lại xem, không có, đúng không ạ? Nó chỉ bảo là đừng có cố gắng dạy hết tất cả công việc trong một lần. Đó. Rồi nhá. Câu số 2 này. Đấy là cái chúng ta nói, là chúng ta để ý kỹ xem là gì ạ. Nó nói thế nào là cái chung, thế nào là cái riêng. Đâu là cái đồng ý, đâu là cái phản đối. Những bài Hikaku nó chỉ có xoay quanh chung, riêng, đồng ý, phản đối thôi. Số 2 này. Cả A lẫn B đều sao? Đều nói rằng dạy cả những công việc liên quan cùng với những công việc mà cấp dưới phụ trách. Ngoài việc dạy những công việc mà ông ấy phụ trách, dạy thêm ở những công việc liên quan khác. Dạy nhiều thế làm sao mà ấy được, đúng không? Thì cả A lẫn B đều không nói. Số 3 là gì? A bảo rằng hãy dạy trước những công việc mà cấp dưới ngay lập tức có thể nhớ được, chưa cần đọc đoạn sau nhé. A nó không nói, nó chỉ nói là dùng từ ngữ thôi. Đấy. Thế sang xuống câu 4 này. Câu 4 bảo A nói rằng là gì ạ? Dạy bằng cách sử dụng những từ ngữ dễ hiểu. Chuẩn chưa? Chuẩn rồi. B là gì? Hãy dạy mà giới hạn, tức là chỉ dạy những công việc mà cấp dưới họ phụ trách thôi. Đừng dạy lan man, đừng dạy dài dòng. Chuẩn chưa ạ? Đúng rồi. Ngoài ra chúng ta để ý này, thậm chí nhá, cái 3 nó sẽ sai theo cái kiểu là nửa sau nó đúng này. Nửa sau thậm chí nó còn đúng, nó còn gần đúng. Nhưng mà nửa đầu nó sai. Đọc mà lướt lướt thấy là hoặc là đọc nhầm mà nghĩ nhớ nhầm, thấy A cũng có phải đúng, B cũng có phải đúng, là chọn 3 đấy, cẩn thận các bạn nhé. Nhưng mà vẫn theo nguyên tắc cũ là gì ạ? Để tránh những lỗi sai đó thì công thức của mình là gì ạ? Khi đặt bút chọn 3 thì phải lý giải tại sao 4 sai. Nếu thấy 4 cũng không sai thì phải nhìn kỹ xem hai thằng này rốt cuộc đâu mới là tôn hành giả, giả hành tôn, đúng không ạ? Đâu mới là thằng đúng, đâu mới thằng sai. Đó, để tránh những lỗi sai như vậy. Rồi. Nào, câu 2 nào. Mình sẽ cho các bạn xem lại cái bài này. Rồi, nếu mà các bạn để ý thấy cái gì đặc biệt không? Nếu chúng ta làm xong câu 1 ý, thì câu 2 nó rất là nhanh. Đó, trả lời nó rất là nhanh. Chính vì thế, cho nên với những bạn mà nhanh nhạy nhá, làm quen những bài này rồi ý, thì mình thậm chí mình còn hay bảo là ông nhìn phát ông đọc luôn hai đáp án. Với những bài này ý, đọc luôn hai đáp án. Khoanh sẽ phải tìm cái gì? Thứ nhất, ok, tôi tìm là A và B nó bảo là dạy công việc như thế nào, là cái thứ nhất cần tìm. Thứ hai là gì? À, xem là gì ạ? Cả A với B đều nói là gì ạ? Đâu là việc quan trọng khi dạy công việc. Nhìn luôn, tìm hai cái này luôn. Và trong bài ấy, đọc từng bài một này. Cách dạy công việc thế nào? Và đâu là điều quan trọng? Cách dạy công việc thế nào? Đâu là điều quan trọng? Tìm ra chỗ nào, khoanh cái chân luôn. Cứ thế chọn luôn hai đáp án. Đó. Bạn nào mà chậm rãi từ từ hoặc mới tiếp xúc với những loại bài này thì ok, cứ từng bài một, đúng không? Từng trả lời câu này thì đọc lại bài, đúng không? Trả lời câu sau thì đọc lại hai bài. Đó. Thế thì câu đến câu 2 thì nó nhanh thôi, đúng không? Thậm chí là bạn nào tinh ý là nhìn ra luôn câu hỏi, không cần phải đọc lại. Câu A nó bảo là đâu là điều quan trọng. Nó không dùng từ juyo, nó dùng từ đồng nghĩa, đúng không? Là cái chúng ta nói đi nói lại những hôm nay. Đây, người ta dùng từ tai setsu này này. Việc quan trọng là ứng với năng lực nhá. Ứng với năng lực. Và sao? Làm cho dạy cho cấp dưới hiểu bằng những từ ngữ dễ, giúp cấp dưới có thêm động lực, giữ động lực làm việc. Kể chưa? B đã bảo sao? Đâu? Điều quan trọng là điều gì? Đấy. À đấy. Đây. Tai xét sự nó nằm ở đây. Điều quan trọng. Nhưng thực ra ở đây không phải điều ấy nhất, đúng không? Điều quan trọng ở đây là xem cấp dưới họ có kinh nghiệm, họ có tri thức, kiến thức như thế nào, và suy nghĩ xem họ làm được cái gì. Và điều này quan trọng, đúng rồi, nó quan trọng. Nhưng quan trọng để làm gì, đúng không? Thì chúng ta phải thêm một bước nữa, thường nó nhìn ở dưới. Đó là đây, là cái đoạn mà nãy chúng ta dịch này. Đó, là đoạn mà nãy chúng ta dịch, thế thôi. Thì chúng ta xem nào. Thứ nhất là cả hai đều bảo gì ạ? Làm sao cho cấp dưới có động lực làm việc. Hai có nói không? Có thể nhìn lại nhá. Nhìn lại xem hai có nói không? Không nói, đúng không? Không nói. Động lực ở đâu? Không nói. Hay là từ đồng nghĩa với động lực, gần nghĩa với động lực, không nói. Đó. Chỉ nói là gì ạ? Dạy để sao cho phù hợp với tốc độ. À quên, chỉnh sửa tốc độ, chỉnh sửa nội dung dạy để phù hợp với level, đúng không ạ? Của nhân viên. Để nhân viên nhớ, nhân viên làm được. Số 2 là gì ạ? Tìm ưu điểm để phát triển ưu điểm đấy. Cả hai đều không có. Ông 1 là chỉ có mỗi A có. Còn ông 2 là cả hai đều không có. Ông 3 bảo là gì ạ? Chỉ dạy. Từ shido này bằng với từ oshieru nhé. Từ gần nghĩa với thằng oshieru này. Tùy thuộc vào năng lực. Khả năng đây là cả hai đều nói, đúng không? Đây. Thay vì dùng từ năng lực, người ta dùng từ leberu. Thấy sự đồng nghĩa chưa? Tiếp theo này. Đây. Còn đây người ta dùng thẳng cái từ noryoku ni ojiru luôn. Vậy thì đây là câu tìm là căn cứ luôn. 3 có vẻ đúng. 4 này. Duy trì mối quan hệ với cấp dưới. Hoàn toàn không nói một tí nào trong bài. Vậy 3 là chính xác của chúng ta, đúng không? Đó, dễ thôi. Sẽ có bạn chọn 1 nhưng mà cẩn thận nhé. Nhìn lại xem đoạn B nó có nói tí gì về động lực hay không động lực không. Đó. Phải chọn điểm chung của nó. Rồi. Tiếp theo. Nào những bạn N1. Không biết ở đây có bạn nào học N1 không? Đó, những bạn nào học N2 em thấy bài hôm nay thú vị thì có thể lưu lại nha các bạn nhé. Ok, các bạn nào trả lời xong chưa nhỉ? N1 các bạn nhá. Rồi, bài này mình đã chữa nhanh này. Nào, các bạn nào ra đáp án không ạ? Thứ nhất này, câu hỏi. Oku no jouhou o atsumeru koto ni tsuite A to B wa dono you ni nobete iru desu ka to. Người ta hỏi là A và B nói gì về việc thu thập nhiều thông tin. Vậy chúng ta tìm xem cái keyword là ở thu thập nhiều thông tin thì sao hay như thế nào, đúng không ạ? Và xem có từ nào đồng nghĩa với cái từ thu thập thông tin không. Thì khi chúng ta nhìn thấy ở câu số A này, chúng ta đây, thấy chưa? Thu thập thông tin chưa? Thu thập thông tin chưa? Đây. Đó. Thế thì xem nó nói như thế nào về việc thu thập thông tin. Đầu tiên này. Và ngoài ra nhé, với câu này nó sẽ hơi đặc biệt một chút này. Nó sẽ nói chỉ, 4 đáp án nó chỉ nói về 2 thứ duy nhất là quan trọng hay không quan trọng và có đủ hay không. Đây. Cho nên thậm chí là việc quan trọng và việc không đủ cũng là một keyword khá quan trọng đối với một bài này. Đó. Đó, thì khi mà chúng nhìn đây này, hoặc nhìn đây, đó, thì ở đây nó sẽ có liên quan đến tức là gì ạ? Tuy nhiên kể cả chúng ta có thu thập nhiều thông tin đi chăng nữa, thì nếu xã hội ngoài kia thay đổi theo cái hình thức mà không ai ngờ tới, không ai dự đoán trước được, thì tất cả những thứ đó sẽ trở nên, có khả năng trở nên không giúp ích nhiều được nữa. Cái đó là cái gì ạ? Là cái thông tin chúng ta thu thập được ấy. Đó. Tsumari. Tsumari. Hay gặp nhất là đọc hiểu, đúng không ạ? Tsumari là thằng mà chúng ta đọc câu trước cũng được, đọc câu sau cũng được. Hai thằng có một hệ ngang bằng. Tức là trong... Thực ra đọc đến đây thì biết là gì ạ? Nó không đủ, đúng không? Đoạn A nó sẽ nói về việc thu thập thông tin là không đủ. Đọc đến đây là biết rồi. Nhưng mà cẩn thận đọc thêm phần này nữa cũng được. Trong cái thời đại biến đổi liên tục như thế này, thì là thời đại mà khó đoán về tương lai, mitoshinikui, cho nên chỉ thu thập thông tin thôi, tức là đừng chỉ thu thập thông tin thôi mà hãy thế này, thế này, thế này, tức là sẽ mà hãy kết nối, kết hợp những thông tin thu thập được vào cách suy nghĩ của riêng mình, vào idea, ý tưởng của riêng mình và xử lý thông tin đó, đó mới quan trọng, nghe chưa? Rồi câu B người ta nói cái gì nào? Thu thập thông tin nó nói ở đâu? Ở đây nó không dùng từ thu thập, nhưng nó dùng từ gì? Motome. Đấy. Đúng không ạ? Rồi còn đâu nữa? Đây này. Có bạn lớp mình có mỗi bạn cỏ bùn lá, bạn Nguyễn Bảo Long đúng không? Bạn Nguyễn Bảo Long thì N2 mà đúng không? Làm bài N1 giỏi quá. Nhiều bạn N1 là ủa đúng không? Những bài này nếu mà cứ dạy theo kiểu dễ này, nhiều khi các bạn lại thấy N1 với N2 như nhau. Rồi. Đó thì hoặc chúng ta đọc đoạn trên, hoặc chúng ta đọc đoạn dưới. Đây này. Okunojoho. Te ni shiteru. Te ni shiteru bằng nghĩa về atsumeru. Không quá khi nói rằng mọi thứ sẽ được quyết định. Mọi thứ sẽ được quyết định bằng việc bạn thu thập nhiều thông tin đến đâu. Tức là sao? Thu thập càng nhiều càng tốt. Tức là sao? Việc thu thập nhiều thông tin là quan trọng. Vậy B nó sẽ nói là gì ạ? Thu thập nhiều thông tin là quan trọng. Thế thì nó sẽ là gì? A sẽ bảo là không đủ, B sẽ bảo là quan trọng. Đơn giản vậy thôi, đúng không ạ? Rồi, chúng ta thử làm tiếp câu hỏi số 2 nhé. Làm câu 1 xong thì làm câu 2 rất là dễ. Đây, câu hỏi của chúng ta đó là câu này các bạn nhìn phát thấy luôn. Người ta hỏi là A và B đều nói chung cái gì về những việc cần thiết trong thời đại ngày nay, hay là trong thời đại tương lai, trong thời đại từ giờ đến tương lai. Thì chúng để ý này. A, ngay từ đầu người ta đã nói là gì ạ? Ở trong cái thời đại mọi thứ biến đổi rất nhanh chóng. Tức là tất cả những điều người ta khuyên ở đây đều dành cho thời đại này. Câu số 2 cũng vậy này. Ở đây này, ở trong cái thời đại mà kỹ thuật đang phát triển cao độ như thế, tất cả những dưới này cũng là lời khuyên. Vậy chỉ nói một cách đơn giản là gì ạ? A và B họ khuyên thế nào là được. Đúng không? Thì chúng ta nhìn luôn câu B này. Người ta nói là gì? Người ta vừa nãy chúng ta vừa xem là biết là gì ạ? Có nhiều thông tin là quan trọng rồi. Và có thông tin để làm gì? Có thông tin thế này. Để Joho đấy. Yahari dodai to naru joho ga hitsuyou da. Tức là thông tin nhiều để làm cái khung, để làm cái bàn đạp, để làm cái để gọi là gì ạ? Cái sân khấu, cái khán đài. Để gì đấy? Tạo nên những thứ của riêng mình. Đấy. Tuy nhiên, bằng việc kết hợp những thứ có sẵn và những idea mới bằng những cái góc nhìn của riêng mình thì mình sẽ tạo ra được những thứ mà trước đây chưa từng có, đúng không? Và để đấy, để cần cái đấy, để làm được cái đấy thì chúng ta cần rất là nhiều thông tin. Vậy thứ nhất, B bảo là làm vậy để có được những idea mới, những idea của riêng mình. Còn A ở phía cuối nó cũng nói là như thế. Đây này, chúng ta đọc cái câu cuối. Nói một cách khác, iwaba ga motomerarete được, chúng ta dịch luôn là ga hitsuyou desu. Việc đấy là việc cần thiết, việc đấy là việc được mọi người yêu cầu, mọi người mong muốn, đúng không ạ? Việc cần thiết ở đây là cái năng lực suy nghĩ, năng lực tư duy để lấy những cái thông tin giống nhau. Mọi người đều có lượng thông tin giống nhau làm nguyên liệu, nhưng làm sao suy nghĩ một cách mới mẻ nhất, làm sao với những cái phát kiến, phát minh, tư duy khác người nhất, làm sao để nảy ra những suy nghĩ, những ý tưởng thú vị nhất mới là điều quan trọng, mới là cái cách năng lực suy nghĩ mà thời đại này họ cần thiết rồi. Vậy chúng ta hiểu là gì? A và B giống nhau cái gì chưa? Đều bảo là cần những cái idea của riêng mình, đúng không? Cách suy nghĩ của riêng mình. Vậy nó sẽ phải là gì? Số 4, đúng không? Dokso tekina idea một sự, chứ không phải là dự đoán chính xác được. Dự đoán chính xác nó sai ngay với ở câu cái đoạn B, đúng không ạ? Người ta bảo là không thể dự đoán trước được. Số 2 bảo là gì ạ? Phải xem. Mikiwameru là nhìn thấu được những thông tin có ích cho mình. Không nói, không có nhìn thấu gì ở đây cả. Đầu tiên người ta bảo là, thứ nhất người ta bảo là gì ạ? Sử dụng hiệu quả những cái công cụ thông tin, điện thoại, máy tính để tạo ra những thứ mới. Không nói. Tạo ra thứ mới không phải là tạo ra thứ mới mà suy nghĩ có những idea mới. Ok chưa? Rồi, hơi có một chút trục trặc kỹ thuật, nhưng mình hy vọng là thông qua hai bài này và thông qua những mẹo làm bài, cách làm bài ngày hôm nay sẽ giúp cho các bạn rất nhiều trong kỳ thi N2, N1 bài HIKAKU. はい、皆さんお疲れ様でした。